Nguyễn Trọng Hoàng, vị thần sức mạnh của bóng đá Việt Nam. Người ta gọi anh là Hoàng Bò có lẽ cũng chẳng sai, như một chú bò tót với nguồn thể lực dường như là vô tận, chạy không biết mệt trên sân. Nhưng trên cả, Trọng Hoàng qua từng màn trình diễn, anh còn có sự cân mẫn, nhiệt huyết của một chiến binh. Hoàng Bò đang cho thấy tầm quan trọng của anh trong sơ đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trọng Hoàng chơi rất rộng, có mặt trên mọi điểm nóng trên sân. Không ngoa khi nói một mình anh có thể cân cả tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng được huấn luyện viên Henrique Calisto phát hiện. Trọng Hoàng bền bỉ, chứng kiến bao nốt thăng trầm của đội tuyển Việt Nam. Anh như buồng phổi của các đội tuyển qua bao triều đại. Sở hữu thể hình không quá to cao, nhưng bù lại tiền vệ của câu lạc bộ Viettel sở hữu thể chất hơn người cùng lối chơi cần mẫn. Nói không sai khi anh đang đóng góp vai trò giống như là một người công nhân bên cạnh quá nhiều nghệ sĩ trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự xuất hiện lần đầu tiên dưới thời đại của huấn luyện viên Calisto, Nguyễn Trọng Hoàng đến nay đã có gần một thập kỷ ăn cơm tuyển. Có thể nói, Trọng Hoàng đen đủi khi xuất hiện vào đúng giai đoạn mà bóng đá Việt Nam đang thoái trào. Rất nhiều năm sau đó, chúng ta không thể tái hiện thành công như dưới thời huấn luyện viên Calisto. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện và rồi số phận lại chọn Hoàng Bò tỏa sáng ở vị trí mới. Vũ Văn Thành chấn thương ngay trước thềm AFF Cup 2018. Thầy Park đành kéo Hoàng, vốn sở trường đá tiền vệ trung tâm, đá chám vào cánh phải của hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng không ngờ đây lại là nơi mà Hoàng được thỏa sức vùng vẫy. Quãng thời gian trên, chúng ta được chứng kiến một Trọng Hoàng xuất sắc nhất từng có. Thể lực sung mãn giúp anh lên công về thủ nhịp nhàng, thường xuyên nuốt trọn 90 phút trận đấu. Hậu vệ biên, vị trí đòi hỏi sự đơn giản và chính xác, hai thứ mà Hoàng đều có. Chính những quả tạt như đặt của cầu thủ câu lạc bộ Viettel đã tạo ra sự khác biệt lớn nhất giữa anh và Văn Thành. Thành công tại AFF Cup 2018, Asian Cup và King Cup của đội tuyển Việt Nam in đậm dấu giày của cầu thủ mang áo số 8. Sự bền bỉ theo năm tháng, bỏ lại mọi chỉ trích, Trọng Hoàng 10 năm qua vẫn âm thầm cống hiến. Từ những thất bại đau đớn đến thành công rực rỡ của ngày hôm nay, anh chính là dấu gạch nối giữa hai giai đoạn ấy của đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, Trọng Hoàng đã trải qua một tháng thi đấu tồi tệ khi dính chấn thương lãng xẹt ở trận đấu của Viettel tại vòng 21 V-League 2019. Sự cố không mong muốn đó rất có thể lấy đi cơ hội tham dự trận mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp đội tuyển Thái Lan của Hoàng Bò. Nhưng không, với cơ địa tuyệt vời, Trọng Hoàng hồi phục nhanh chóng đến kinh ngạc, hoàn toàn đủ thể lực để cùng đồng đội hành quân sang đất nước xứ sở chùa vàng. Thực tế, Trọng Hoàng đã không thể hiện được nhiều trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Buriram United của Thái Lan. Anh phải rời sân trong hiệp 2 để nhường chỗ cho Văn Thanh. Đội tuyển Việt Nam có được một điểm cần thiết. Riêng với Trọng Hoàng, rất lâu rồi người ta mới thấy anh chơi không tốt dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trở về V-League, Trọng Hoàng tiếp tục gặp vận đen trong trận đấu tại vòng 23 giữa Viettel và câu lạc bộ Hà Nội. Tiền vệ của đội chủ nhà đã có pha phạm lỗi không cần thiết với Văn Quyết và nhận thẻ đỏ phải rời sân. Pha bóng thiếu điểm tĩnh của Trọng Hoàng đã giúp cho Hà Nội lật ngược thế cờ và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-2. Thế nhưng, với huấn luyện viên người Hàn, Trọng Hoàng vẫn là cái tên không thể thay thế ở đội tuyển Việt Nam và anh tiếp tục được trao cơ hội. Niềm tin đó của thầy Park ngay lập tức được đền đáp sau hai trận đấu với Malaysia và Indonesia. Đội tuyển Việt Nam giành tối đa 6 điểm với một màn trình diễn không thể chê vào đâu được. Ở đó, Trọng Hoàng chính là một trong những nhân tố chơi hiệu quả nhất. Đặc biệt là tại trận đấu gặp Indonesia, Hoàng Bò gần như khóa chặt hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam để từ đó thường xuyên có những pha lên công về thủ cực kỳ nhịp nhàng. Trọng Hoàng chính là người thực hiện cú sút nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam trước khi Duy Mạnh ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 26. Dấu ấn đậm nét nhất của cầu thủ Viettel chính là pha bứt tốc rồi chuyền bóng tinh tế cho Tiến Linh băng lên dứt điểm ghi bàn, nâng tỷ số lên thành 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. 10 năm trước, Trọng Hoàng lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Từ đó đến nay, cầu thủ trưởng thành từ lò Sông Lam Nghệ An luôn là nhân tố được mọi huấn luyện viên tin dùng. Tuy nhiên, dưới bàn tay của ông Park Hang-seo, Trọng Hoàng đã hồi xuân một cách hoàn hảo. Đây là thời điểm Trọng Hoàng khẳng định được rõ nét nhất tài năng của mình khi được cho lùi về đá hậu vệ cánh. Một sự thay đổi mang tính bước ngoặt cho chính Trọng Hoàng và cả đội tuyển Việt Nam. Quay ngược trở về AFF Cup 2018, Trọng Hoàng ban đầu không được huấn luyện viên Park ưu ái cho một vị trí chạy cánh trong sơ đồ phòng ngự phản công của thầy. Vị trí mà anh chơi lúc đầu là của Văn Thanh, nhưng đáng tiếc may mắn đã không mỉm cười với Thanh khi một chấn thương đã tước đi cơ hội tham dự AFF Cup của anh. Trọng Hoàng là người được chọn để thay thế cho Văn Thanh, nhưng vào thời điểm đó chẳng mấy ai dám tin vào khả năng của Hoàng. Ông thầy người Hàn Quốc khi đó nói rằng chỉ có Hoàng mới đủ những tố chất để thay thế cho Văn Thanh. Về thể lực, tốc độ, nhiệt huyết và cả sự máu lửa, Trọng Hoàng đều có cả. Nhưng báo chí cho rằng
Hoàng là mẫu tiền vệ phòng ngự đơn thuần. Bản thân Trọng Hoàng đã chứng minh điều đó là ngược lại và hoàn toàn phi lý. Anh nghiêm túc tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của huấn luyện viên. Còn nhớ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup gặp các cầu thủ Campuchia, Trọng Hoàng có pha tạt bóng chính xác, đặt quả bóng vào đầu Tiến Linh giúp tiền đạo này ghi bàn mở tỷ số. Trong trận đấu gặp Lào ở trận đấu khai màn vòng bảng, Hoàng cũng có những pha đi bóng hết sức xông xáo và hiệu quả. Anh cũng mạnh dạn tung ra những cú sút từ ngoài vòng cấm để làm bất ngờ đối phương, cho dù Hoàng không phải là một chuyên gia sút xa. Có thể với nhiều người nào đó, họ cho rằng Trọng Hoàng không thể thay thế được Văn Thành. Nhưng có lẽ với huấn luyện viên Park Hang-seo, Hoàng Bò đang là chiến binh thép mà ông đang có trong tay. Một chiến binh biết nghe lời, biết hy sinh khi cần, đúng như kỳ vọng mà ông Park đang chờ đợi. Trận đấu với Philippines, Hoàng cho thấy sự chắc chắn của anh, cảm nhận chiến thuật và cảm quan vị trí cho phép anh xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Anh không còn cảm giác bỡ ngỡ hay hồi hộp như những trận đấu đầu tiên. Anh cản phá máu lửa, khôn ngoan né tránh những tình huống phạm lỗi không cần thiết và biết phạm lỗi ở khu vực an toàn, cách xa khung thành của đội chủ nhà. Nếu ai theo dõi đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì có thể nhận ra ông chú trọng đến kỷ luật trong chiến thuật đến nhường nào. Và cứ nhìn cái cách mà Hoàng Bò thể hiện, có lẽ Mr. Park vô cùng yên tâm. Sự thích nghi tốt với các đàn em, cộng hưởng với kinh nghiệm của một người đàn anh đã chinh chiến lâu năm, Hoàng có lẽ sẽ dẫn dắt những lứa đàn em như Xuân Trường hay Công Phượng, Quang Hải hay Văn Đức không dẫm phải lối mòn khi xưa. Tiếp tục đến với trận đấu Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua, chỉ chơi 86 phút trước khi rời sân để nhường chỗ cho Hồng Duy, nhưng màn thể hiện của Trọng Hoàng khiến những người khó tính nhất cũng phải kinh ngạc. Nếu có pha bóng ấn tượng nhất, lột tả hết được điểm mạnh, tầm quan trọng của Trọng Hoàng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam, thì đó là tình huống diễn ra ở phút thứ 61 sau khi tranh chấp dũng mãnh ở phần sân nhà. Hậu vệ xứ Nghệ tung ra đường truyền như đạt để Tiến Linh băng xuống dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Pha bóng quá hay, thể hiện hết được những điểm mạnh của cầu thủ kỳ cựu này, nhanh, mạnh và quyết đoán. Tuy nhiên, dấu ấn của Trọng Hoàng trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ngay trên sân khách không chỉ dừng lại ở mỗi pha bóng kiến tạo thành bàn đó. Trước đối thủ chơi thiên về sức mạnh và tốc độ, không ngần ngại chơi áp sát như Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã không tỏ ra lép vế như những cuộc chạm trán trước đây. Những pha xử lý tinh quái của Quang Hải, tranh chấp quyết liệt của Đức Huy, Hùng Dũng hay đặc biệt là Trọng Hoàng phần nào khiến cho những ngôi sao tấn công đáng chú ý bên phía Indonesia bị chùn chân. Ngoài việc làm tốt nhiệm vụ phòng ngự khi khóa chặt ngòi nổ Lili Pali hay Rico bên phía đội chủ nhà, Trọng Hoàng cũng thường xuyên có những tình huống tham gia hỗ trợ tấn công với các đồng đội. Hậu vệ của Viettel liên tục lên công về thủ không biết mệt mỏi ở cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Những pha lên biên rồi quạt ngang đưa bóng vào trong của Hoàng Bò không ít lần khiến khung thành của Indonesia rơi vào tình trạng báo động. Nhìn cách mà Trọng Hoàng chơi bóng thể hiện trong những phút góp mặt trên sân, không nhiều người nghĩ năm nay anh đã bước sang tuổi 30 và là cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía đội tuyển Việt Nam đang thi đấu. Những dấu hiệu của tuổi tác chưa thể khiến Trọng Hoàng mệt mỏi cả thập kỷ đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Anh đã nếm trải đủ cung bậc cảm xúc khác nhau, chơi đủ vị trí khác nhau. Tuổi 30 với nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh chia tay trái bóng tròn. Với Trọng Hoàng thì khác, anh đang được sống trong quãng thời gian tươi đẹp nhất cùng với những lứa đàn em ngoài đôi mươi như Quang Hải hay Văn Hậu. Chẳng một ai nghĩ rằng Trọng Hoàng đang là lão nhân chơi cùng với rất nhiều đàn em kém xa về tuổi tác. Nguồn năng lượng vô tận, tinh thần chiến đấu không khác gì chiến binh của Trọng Hoàng chính là động lực để tiếp thêm niềm tin cho các đàn em ở đội tuyển Việt Nam. Và chính biệt danh vị thần sức mạnh mà các đồng đội đặt cho Trọng Hoàng đã nói lên sự ngưỡng mộ dành cho hậu vệ kỳ cựu này.